Tani đang trên đường đi chơi cùng Anik thì bất ngờ bị đại bàng khổng lồ bắt cóc. Ôi cao quá, cứu em với Anik ơi. What the hell? Oh my God. Anik muốn cứu Tani nhưng đại bàng bay cao quá. Làm thế nào đây? À có rồi, mình sẽ biến thành Superman. Biến hình. Tani, anh đến đây. Xem đây. Tani, anh sẽ đỡ em. Có mỗi việc đỡ người ta cũng không xong. Misty đang đi lùng bắt những đứa trẻ không ngoan thì đột nhiên bị một con chó hung dữ đuổi bắt. Ôi con chó đáng sợ quá, chạy nhanh thôi. Biến đi, đừng theo ta nữa. Có ai không? Cứu với. Misty đừng sợ, Nick Superman đến đây. À, thôi chết, đánh nhầm rồi. Con chó xấu xí, mau cút. Ôi da, u một cục rồi. Mình đúng là tài giỏi. Là đã nhầm rồi. Chuồn mau trước khi Misty tỉnh dậy. Đồ hộp đang vất vả đẩy xe kem đi bán, nhưng lại gặp một cái hố to đùng giữa đường. Nick Superman, giúp tôi với. Nick Superman tới đây, để đó cho tôi. Đi nào. Nick vừa đẩy xe giúp đầu hộp, vừa tự sướng bản thân quá đẳng cấp, quả là Superman toàn năng, thì đột nhiên bị trượt chân. Và thế là cả xe của đầu hộp rơi tẩm xuống hồ. Toán rồi, xe kem rơi xuống hố rồi. Đồ phá hoại kia, trả xe kem cho ta. Trả không thì bảo, có trả không thì bảo. Trả cho ta. Cứu, cứu chúng tôi với, có ai không, cứu, cứu. Ôi, bọn UFO, người ngoài hành tinh lại tấn công chúng ta. Chạy, chạy thôi, nhanh lên. Chạy nhanh lên. Ôi, cứu tôi. Đau quá, Tani, có sao không em? Không kịp nữa rồi, bọn chúng tới rồi, Misty ơi. Misty, Tani. Anh đang cứu em. Tani, đứng lại. Biến à. Tani, anh tới đây. Thì ra đây là xào huyệt của bọn chúng. Đang yên đang lành, tự nhiên bị bắt hai cái đứa ẻo lạ gì rồi kêu đi canh chừng. Trang thiệt chứ. Này thì cho tụi bay hết chán. Chắc chúng nhốt Tani và Misty ở trên kia. Lên thôi. Sao chúng không lắp thang máy nhỉ? Mỏi chân quá. Có một tên đồ zombie xấu xí mất rồi. Ăn bạn này. Lại thêm hai đứa, đúng là biết không tụi súng là nó sẽ bay mà. Đâu hết rồi nhỉ? Sợ quá trốn rồi à. Ây da, chơi gì chơi đánh lén. Xem tới đây. Hết đạn. Đành phải tập thể dục một chút vậy. Đánh lén, đánh lén. Cho chừa cái tội đánh lén nha. Không biết chúng nhốt Tani và Misty ở đâu. Cứu, cứu em ơi. Tiếng Tani và Misty. Nick, em ở đây. Chờ anh. Anh thấy điều khiển rồi. Yeah, anh rất giỏi quá. Mọi người có sao không? Em không sao. Cẩn thận, chắc bọn chúng còn quanh đây. Ta nghe có mùi hôi hôi. Bọn zombie ngu ngốc, giữ có hai đứa nhỏ cũng không xong. Cái gì vậy? Zombie khổng lồ. Ôi, chắc là boss của tụi này rồi. Chúng ta phải làm sao đây? Mình không còn súng nữa. Nhìn Nick có vẻ lo lắng. À, có cách rồi. Nick ơi, tặng anh này. Sức mạnh tình yêu cho mình thêm năng lượng. Zombie, hãy xem đây. Biến đi. Rút khỏi trái đất của ta. Nó giỏi quá. Yeah, quả là học trò của cô. Yeah.
Hôm nay là một ngày bận rộn của Misty. Vừa tỉnh dậy bị hóa phép biến hình, đi mua kem thì gặp bọn zombie tấn công. Làm thế nào mà Misty có sức mạnh phi thường như vậy? Chúng ta hãy cùng xem nhé. Găng tay ma thuật. Không có ai nha, mình ra ngoài chơi thôi. Mẹ đang ngủ, đi nhẹ nhẹ chắc mẹ không biết đâu. Ai vừa lấy cái đùi gà của ta? Baby. Dạ con đây. Định trốn đi chơi à? Đưa mẹ cái bánh. Ok. Dạ, cho con mượn chiếc bánh. No no, định lừa mẹ à? Lên phòng ngay. Ra ngoài chơi mới vừa thấy một. Chán thì chứ, vậy mà cũng bị bắt. Sukuna ghê luôn. Ý, mấy món này lâu rồi không chơi thì đã nằm đây. Xe nè, cũng lâu nè. Cái gì đấy? Wow, một cái găng tay. Ôi, đẹp quá. Wow, găng tay ma thuật. Spider-Man, yeah. Hồ kiến. Ha ha. Có găng tay này xem ai còn ăn hiếp ta nữa không. Ha ha. Anh Nick và chị Tani, mình phải thử với hai người này trước mới được. Ha. Mình sẽ biến hai người thành con nít. Anh Nick, chuyện gì vậy? Sao mình lại biến thành Romeo và Diana rồi? Cứu, cứu. Vui quá. Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên biến đi rồi biến lại vậy? Em cũng không biết luôn. Ha ha, ta sẽ dùng nó trừng trị những ai làm trái với ta. Mẹ hả? Dám giấu trái bành của mình. Hả? Chuyện gì vậy? Ôi, sao ta biến thành như thế này? Mẹ mắc cười quá. Bài đi, thì ra là con. Mau biến lại cho mẹ. Mẹ đã thấy sức mạnh của con chưa? Nếu không muốn bị biến như vậy nữa thì đi mua cho con hai cái kem. Ok ok, mẹ đi ngay. Hello. 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 Cho hai cái kem. Ok, có ngay. Goodbye. Bye bye. Oh my god, zombie. Trời ơi, bước chân nào ra đường mà xui dữ vậy trời. Chuồn thôi. What the hell? Ở đây một con nữa. Trời ơi, không xong rồi đại dương ơi. Chú mẹ. Về tới nhà rồi. Sao mẹ đi lâu vậy? Kem đâu? À, sao vậy? Zombie. 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 Ta đi mua kem, gặp bọn zombie. Nó làm hư kem, con cho mẹ mượn. Găng tay trả thù. Ok mami, găng tay đi. Hello, chào bọn zombie xấu xí xì cà que. Nhìn đây. Cho các ngươi xem sức mạnh vô địch của ta. Giận lấy. Găng tay này có sức mạnh thật khủng khiếp. Nếu rơi vào tay kẻ xấu sẽ rất nguy hiểm. Mình phải giấu đi thôi. Giấu ở đâu đây ta? Đây rồi. Nguy hiểm quá. Nhanh lên. Bỏ vô đây. Chồn xuống. Đắp cát lên. An toàn rồi. Trời, mình thật là thú